Ok, hello chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Lee Philip Vlog của Châu Phi. Ngày hôm nay hiện tại thì mình đang đứng ở trong sân khu nhà anh Bê Tù và anh La Tông là anh cameraman của anh Dũng. Thì hai anh em ở cùng trong phòng trong này. Vừa nãy mình cũng nói với Bê Tù là hôm nay buổi tối mình sẽ sang đây xem là chỗ ăn chỗ ở của các anh như thế nào, rồi là nhà nên như thế nào. Thì vừa nãy mình có sang trước rồi và hiện tại thì đang mất điện, thế là mình mới phải lấy thêm hai cái bóng đèn dự phòng của anh em mình sang. Bây giờ đi vào trong. Ở trong tối đó các bạn, hôm nay là mất điện, còn mọi ngày bình thường là vẫn có điện, vẫn sáng bình thường. Hey. Chào các bạn. Ok, hello chào các bạn. Tên Bê Tù. Ok, hello chào các bạn. Tên là gì? Anh này là ngày xưa cũng ở làm ở công trình cùng với cả anh em mình. Sau đó thì sẽ bây giờ là anh ấy là trách nhiệm là cameraman của anh Dũng, Alex. Còn hiện tại anh cameraman của mình bây giờ đang quay cho mình bây giờ là anh Điệp Béo. Tao cũng nhà kìa. Tao cũng nhà rồi. Arroz Franco. Các anh đang nấu cơm cùng với cả thịt gà các bạn. Ôi xa. Mình tụng ngon nhỉ. Ngon nhỉ. Mình ăn đây luôn. Để bố em cảm ơn của mẹ kì. Dạ, dạ, tạm biệt, tạm biệt. Cảm ơn của mẹ kì. Anh là ngủ đây. Sắp tới đợt này thì khi nào mà mình mua được gỗ thì để hoàn thành cái dự án 25 giường cho anh Dũng đấy, thì mình sẽ đóng thêm một cái giường nữa về mang về đây để cho các anh nằm ở trên này, nằm ở đây luôn. Hiện tại thì chưa có giường nên là các anh mới tạm thời là giải đệm và nằm xuống này thôi. Ít ngày nữa mình sẽ mang một cái giường đến đây tặng cho hai anh. Có đây có điện các bạn, nhưng mà hôm nay hiện tại là trời đang mất điện, thế nên là mình mới phải sử dụng đến hai cái bóng, mình mới sử dụng đến hai cái bóng điện dự phòng của anh em mình. Bóng điện này thì rất ít khi ở nhà anh em mình dùng, mà nói chung là chỉ dùng trong những công việc gì đấy nó quan trọng thôi thì anh em mình mới sử dụng. Muito cuya. Frango. Frango. Ok. Yeah. Đây là thịt gà các bạn. Anh Bé Tù và anh cameraman của anh Dũng này thì là làm với mình và anh Dũng. Thì đại loại là thức ăn trong ngày từ sáng đến tối là mình và anh Dũng đều cấp cho các anh ăn. Và tiền lương thì cũng sẽ trả. Rồi tiền thuê nhà anh em mình cũng trả luôn. Nói chung là các anh chỉ có trách nhiệm là chỉ có ăn và đi làm tốt công việc của mình thôi, còn không phải lo bất cứ cái gì cả về ăn uống, sinh hoạt, chi tiêu, rồi là tiền nhà, tiền cửa, tất cả mọi cái là anh em mình lo hết, toàn bộ đều ăn được hết. Tao không? Tao còn ra đi cô mẹ. Hôm nay trải nghiệm một ngày trải nghiệm ăn tối cùng với cả mấy anh em, bởi vì là anh Bé Tù này thì anh ở đây từ lâu lắm rồi các bạn. Nhưng mà mình thì mình chưa sang, hôm nay mình mới sang bởi vì là ở bên nhà mình ấy thì nó chật. Thế nên là nếu mà ở cùng thì những Linh Đồ và anh Bé Tù này sẽ ở cùng luôn. Nhưng mà do là chật quá, chỗ sinh hoạt cũng không thuận tiện. Thế nên là anh em mình mới cho cái thuê ở thuê nhà bên cạnh nhà mình. Cũng quanh quanh đây thôi, cách nhà khoảng tầm 15-20 mét thôi. Thì buổi sáng cứ 7 giờ sáng là các anh đi sang nhà rồi, đập cổng để anh em mình dậy để đi làm. Nhà này là các anh tự thuê, tự tìm và tự nói chuyện với chủ nhà là giá cả bao nhiêu. Sau đó về báo cáo lại với mình và anh Dũng thì mình và anh Dũng sẽ đưa tiền cho anh đi thuê luôn. Còn mình và anh Dũng cũng không đến kiểm tra xem là nó đẹp hay là nó bình thường hoặc là nó thế này thế kia, thì các anh cảm thấy ok thì các anh thuê. À đây. Còn hai cháu nhỏ này nữa. Chú Đô Bê. Không mua xăm à? Không mua xăm à? Lấy bàn tay rồi. Ui. Tên quan tu anu? Hả? Tên quan tu anu? Đôi. Ok. Đi đam bê chú.
Apen, depois tio dá dá sapapito. Tá. Apen. Apen, depois dá sapapito. Tá. Tá. Ya. Come ya. Mi arroz con frango. Ya. Oh, así assim, vizinha. Ah, sí, sí, sí. As filhas da vizinha. Ok. Ah. Bebê, me dá beijo, depois te dá sapapito. Não quero. Quero sapapito. Então dá beijo. Vai. Dá beijo. Dá beijo. Tá. Não te dá sapapito. Tá. 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 Dá beijo. Ui, trời ơi, khó thật ghê. Dỗ xin nụ hôn mà khó quá. Bebê, bê, tá. Nhanh lên, rapido. Não quero bolasa. Quero bolacha. Não quero bolacha, fala. Fala, quero. Fala. Quero ou não? Đây là con nhà hàng xóm các bạn. Hàng xóm của anh Mê Tù. Cảm ơn. Senta come junto con mi mamá. Sí. Bé này rất là béo các bạn, rất là Puchecha grande. Puchecha, puchecha grande. Sí. Comeré esta voluntaria. Ah, sí, sí. No, vamos a comer. Ya. Puchecha, puchecha. Nada, Tá bom. Ya. Para dar uma boa aqui, né? Última vez, só que não temos dinheiro de dar. Oh. Ontem vinha 5 boas. Aquela hora que saímos lá, boas. Encontrei aqui 5 boas. Sentaram mesmo aí a esperar. Agora sim, estragar dinheiro também não dá. A graça que estamos lá na banda. Mãe cabana. Mãe cabana. Mãe cabana. Ngon nhỉ. Ok các bạn, thực ra thì là người dân bản địa ở bên này mọi người rất ít khi ăn canh giống như là Việt Nam mình. Đa phần là 100% hộ gia đình ở đây nấu cơm thì sẽ không nấu canh giống như Việt Nam mình, không có rau luộc rồi là các loại canh. Ở bên này họ chỉ nấu cơm, cơm thì thường thường sẽ nấu theo kiểu là cho dầu vào trong nồi. Rồi là có khi cho thêm hành nè, cà rốt nè. Rồi thêm một số thứ nữa. Rồi đảo lên, đảo hành, rồi phi hành với cà rốt lên. Sau đó sẽ đổ nước vào đun sôi. Sôi nước bắt đầu mới cho gạo vào đun. Rồi ninh chỉ xịt, khi nào cạn hết nước thì là lúc đấy cũng là chín gạo luôn. Chín cơm luôn. Rồi là sau đó là các anh sẽ ăn với cả là cái thịt gà rán này. Hoặc là hôm nào cẩn thận nữa thì sẽ mua thêm ít hành tây này, cà chua này về các anh cũng làm ít nước sốt rồi nấu cùng với cả gà luôn để ăn. Chứ còn mọi người đa phần là không ăn canh, 100% là không ăn canh bao giờ. Đấy, như thế này là xong bữa tối thôi các bạn. Hôm nay có força. Đi đây, đi đây. Đã đà rồi. Đâu gặp. À, đâu không? Đâu không? Đâu à rồi. No quiero un mamá en la obra. ¿La obra? Y quiero fugir, Alex. Cala. ¿Trabajo en la obra o trabajo con Alex? ¿Cuál es mejor? Es mejor con Alex. ¿Eh? No quiero fugir, la. No, Alexi. No, no quiero. Ahí mismo no se supone que vamos, también vamos a seguir. Sí. No da que vamos a separar más. Ah, no da. Sí. Então, nos tratar bem, nossos bosses. Não, isso tá bom. Não, tá bom mesmo. Tá bom mesmo.
And I know Kavimu también. No, es la primera vez. Sí. Yeah. Okay. Yeah. Entonces, si después cuando va en otro provincia, ¿no? Si también va junto con nosotros. Sí. Vamos. Vamos. Vamos bien, Moshef. No tengo problema, ¿eh? Sí, no tengo problema. Ambo que no va a reclamar. No. No. Lá na banda mesmo bastava deixar comida nas crianças, assim para nós lá no bazar, nem nem um ano. Vamos aguentar o chefe. Porque as crianças se já terão comida, você lá não se preocupa mais. Não se preocupa. Sim. Assim tá bom. Ah. Agora outro que não quero ir. O importante mesmo aqui é sua comida. Sim. A comida mesmo se tem assim. À vontade. Lá também você não pensa muito atrás nas crianças. Ah. Já lhe deixaste comida. Sim. Ok. Sim. Agora um bó que não está pensando mais nada, que você fugiu aqui e vai outro bó, né? Não. Nossa, não vai lá. Vai lá mesmo com a comida, outra linha, assim tá bom. Sim. Então, antes de vai outro sítio, tem que deixar o valor ali em casa. Sim, é verdade. Agora, um boque sabe economia bem. Sim. E agora, que tem outro Gui, vai lá conversar bem, que empretar. Vai encontrar a legenda. Já, senão, se você não deixar mesmo. Vai passar alguém, vai te conquistar. A nossa ainda lá na nossa banda tá bom aí. Lá tá bom. Lá mesmo a pessoa que casou pela igreja, o chefe ninguém que passa lá. Aí é? Ninguém. Outro não quero seguir mais. Né? Não. Basta só você manter mesmo assim mesmo. Epa. Chega. Assim mesmo chega. Ah. Sim. Ok. Não tem mais problema. Não tem. Bastava só mesmo se deste palavra. É só seguir. Um mês acabou. Yeah. Ok các bạn, thì bây giờ nói chung là bây giờ cũng muộn rồi, cũng 6 giờ, hơn 6 giờ tối rồi, ngoài trời cũng tối rồi. Thì bây giờ mình với cả Điệp Béo đi về để cho các anh ăn uống cho tự nhiên. Về, agora já tarde, vou bazar. Sim, muito obrigado, agradecemos muito. Muito obrigado, chefe. Bem, depois dormi bem. Está bem. Não ir andar à toa, procurar um bom, não. Não. Sai mesmo no salo, é só banhar, é dormir, tá bom, amanhã mais é no salo. Yeah. Ok. Yeah, acaba. Thì có lẽ là video này mình sẽ phải kết thúc lại tại đây. Thì các bạn thấy video hay, video có ý nghĩa hãy cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào các bạn. Chào các bạn. Yeah, bebê. Cô mẹ bên nhé. Hả? Cô mẹ bên. Depois quando tiêu về, tiêu trai bolacha. Tá? Não quero bolacha. Oi, bebê, fala. Tá sentindo medo? Fala, não, que trazer a bolacha, mano. Em bé này rất là béo, rất là mũm mĩm các bạn. Sờ chân tay mát như tủ lạnh luôn. Ok các bạn, thôi, mình xin phép, mình đi về đây. Để bé ăn tự nhiên đây. Nhìn thấy mình sợ không dám ăn ấy. Yeah. Tá bem. Bye bye. Valeu. Ok. Tchau, yeah. Baba.